Xin chào các bác đã quay kênh Hải Phòng Review. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu bác mẫu điều hòa của Daikin dòng 2 chiều, công suất là 12.000 BTU hay còn gọi là 1,5 HP. Mã thì đang bán trong năm 2022, model sẽ là FTHF35VAVMV. Ở mẫu này có những tính năng đặc điểm nổi bật gì thì em sẽ chia sẻ trong video. Rất mong các bác xem video, ủng hộ em bằng cách nhấn đăng ký kênh để em tiếp tục ra những video sau phục vụ của các bác. Đầu tiên thì em sẽ quay thiết kế bên ngoài cho các bác xem. Đây là mặt bên của điều hòa này, mặt ở trên này. Ở trên này thì các bác có thể dễ dàng nhìn thấy máy ở bên trong, dàn tản nhiệt ở bên trong và cái tấm lọc bụi này. Điều hòa của Daikin thì là một trong hai hãng điều hòa đang bán có thương hiệu nhất thị trường, đó là Daikin và Bana. Hơi tiếc một chút là dòng Daikin này thì từ năm trước thì đã chuyển sản xuất tại Việt Nam rồi, thì cái vấn đề mà chuyển về Việt Nam sản xuất nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến chất lượng sản phẩm, nhưng mà nó lại ảnh hưởng đến cái niềm tin của người dùng. Cho nên là dòng điều hòa Daikin sản xuất tại Việt Nam thì vẫn còn nhiều bác là hơi e ngại. Nhưng mà thực tế thì theo em, dòng điều hòa sản xuất tại đâu thì không quan trọng, quan trọng là nó là chính hãng và có chất lượng sản phẩm, rồi quy trình sản xuất thì đều dây chuyền của hãng rồi. Khi mà đưa ra thị trường nó có được đánh giá kiểm tra chất lượng hết rồi, nên các bác mà mua hàng chính hãng thì các bác hoàn toàn yên tâm. Dòng Daikin này thì chất lượng cực kỳ là tốt. Về kích thước của dàn nhạc thì chiều dài sẽ là 77 cm, chiều cao là 28,5 cm, dày là 24,2 cm, nặng là 9 cân. Kích thước của cục nóng thì chiều dài rơi vào khoảng 67,5 cm, cao là 55 cm, dày là 28,4 cm, nặng là 26 cân. Về công suất làm lạnh của mã này thì rơi vào 11.900 BTU, và công suất làm ấm thì cũng là 11.900 BTU. Về chiều dài ống đồng, lắp đặt tối đa cho máy là 15 m và tối thiểu là 3 m. Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng và mặt lạnh là 12 m. Máy sử dụng ống đồng có kích thước là 6 trên 10. Công suất tiêu điện trung bình là 0,98 kW trên 1 giờ. Dòng 12.000 thì phù hợp cho những phòng từ 15 mét vuông đến 20 mét vuông. Nhưng mà nếu như phòng các bác nào mà có nhiều cửa sổ kính hoặc là hướng nắng trực tiếp mà nóng thì các bác cũng nên cân nhắc là sử dụng dòng 12.000 này. Kể cả mà diện tích phòng các bác dưới 15 mét vuông thì các bác cũng nên mua 12.000 để đảm bảo công suất làm mát. Độ ồn của mã này thì đo ở trung bình khoảng 25 dB ở chế độ công suất thấp và 40 dB ở chế độ công suất cao. Máy thì sử dụng ga là ga R32, công nghệ ga mới nhất, thân thiện với môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Điều hòa của Daikin thì bảo hành là 1 năm toàn máy và 5 năm cho máy nén, xuất xứ tại Việt Nam như em vừa mới nói ngay từ đầu. Đây, các bác có thể nhìn thấy đây là tem 5 sao của máy. Tiếp theo nói về công nghệ của dòng điều hòa này thì đầu tiên sẽ nói về công nghệ tiết kiệm điện. Máy sẽ có inverter tiết kiệm điện và chế độ Econo, cùng với đó là mắt thần cảm biến thông minh. Về chế độ Econo thì đây là chế độ hoạt động ở công suất thấp của dòng máy Daikin, giúp hạn chế tối đa lượng điện năng tiêu thụ của máy. Còn về mắt thần cảm biến thông minh thì sẽ cảm biến được chuyển động ở trong phòng. Đây, cái mắt thần này đây, các bác có thể nhìn thấy cơ chế hoạt động của cái mắt thần này thì nó sẽ cảm biến chuyển động ở trong phòng. Khi mà các bác ra khỏi phòng, mắt thần nó sẽ không cảm biến được chuyển động trong phòng. Trong vòng khoảng 20 phút không cảm biến được thì nó sẽ tự động tăng cái nhiệt độ cài đặt của điều hòa lên 2 độ C để giúp máy nén giảm công suất và tiết kiệm điện hơn cho các bác. Còn nếu như mà trường hợp các bác quay trở lại phòng và cái mắt thần đấy lại cảm biến được chuyển động ở trong phòng thì nó sẽ tự động giảm 2 độ C về cái mức nhiệt độ đặt ban đầu cho các bác dùng. Tiếp theo,
Đó là máy sẽ được trang bị cái tấm lọc bụi, phin lọc chống mốc và phin lọc Enzymair Blue, lọc được cả bụi mịn PM2.5. Cái phin lọc Enzymair Blue thì nó có một miếng lọc nhỏ nhỏ màu xanh được để trong cái túi điều khiển và túi sách hướng dẫn. Khi mà các bác mua hàng thì các bác nhớ bỏ ra và lắp vào trong này. Nhiều khi đội lắp đặt họ đội thợ lắp đặt họ sẽ không không lắp đâu, họ cũng nhiều khi họ cũng không biết hoặc là họ quên. Thì các bác có thể bỏ ra và các bác lắp vào đây. Đây, đây chính là cái chỗ mà để cái phin lọc Enzymair Blue này. Các bác bỏ hẳn cái tấm lọc bụi ra và để ở đây. Và trong quá trình sử dụng điều hòa thì các bác cũng nên thường xuyên vệ sinh cái tấm lọc bụi này. Một tháng các bác nên bỏ ra vệ sinh một lần để giúp cho máy được mát hơn. Đây này, các bác có thể nhìn thấy máy ở dưới này. Máy ở dưới thì em đang lắp sẵn rồi này. Đó, thì các bác có nhìn thấy cái phin lọc Enzymair Blue thì chính là cái phin màu xanh này. Và các bác cũng để ý vì sao em bảo là dòng điều hòa của Daikin cái độ êm độ ồn rất là thấp. Bởi vì sao? Bởi vì các bác cứ để hình dung là từ những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, như là cái nắp của mặt lạnh này, thì những cái dòng điều hòa khác nó sẽ không có những cái chắn rồi những cái cách âm như này. Đây, dòng điều hòa của Daikin thì ngay từ những cái nắp mặt lạnh này thì nó đã được dính thêm gắn thêm cái xốp này rồi. Xốp này thì giúp cách âm rồi không cho nhiệt, không cho gió thoát ra đường này. Rất là tốt. Đây. Các cái viền này cũng đều để giữ cho cái nắp này nó được chặt và được cách âm. Những cái dòng điều hòa khác thì sẽ không có đâu, các bác cứ để ý này. Đây, đây là xốp này. Xốp gắn ở trên cái tấm nắp của mặt lạnh này. Khi mà các bác nắp vào thì nó rất là êm và nó kín luôn chứ nó không không có độ hở ra. Thứ ba là chế độ chống ẩm mốc mode float giữ cho dàn trao đổi nhiệt sạch sẽ. Khi mà điều hòa hoạt động lâu ngày thì sẽ khiến dàn lạnh dễ bị ẩm mốc. Ẩm mốc thì dẫn đến phát sinh nấm mốc vi khuẩn tích tụ trong đấy. Thì các bác có thể sử dụng chức năng này để làm khô dàn tản nhiệt, giúp cho máy được bền hơn. Và các bác cũng tiết kiệm được rất nhiều chi phí về vệ sinh, bảo trì, bảo dưỡng sau này. Thứ tư là chế độ làm lạnh nhanh Powerful. Khi mà bật chế độ này thì máy nén sẽ hoạt động hết công suất và làm mát nhanh nhất cho các bác. Thứ năm là chế độ hoạt động siêu êm quay ép. Dòng Daikin thì nổi tiếng về chạy êm rồi. Các bác mua Daikin dùng thì gần như em nhận được phản hồi quay trở lại là dòng này rất là êm, gần như các bác không nghe tiếng hoạt động của động cơ. Tại sao như vậy? Thì lúc nãy em cũng có quay cái mặt lạnh này rồi. Các bác có thể nhìn thấy từ những cái khớp này dính vào thì đều có xốp rồi mút để dính vào rồi. Thì sẽ giảm được rất là nhiều tiếng ồn và cái hơi mát thoát ra thì nó sẽ không bị thoát ra đây mà nó chỉ thoát theo đường cái gió hay là thôi. Mà dòng Daikin này thì sẽ rất phù hợp cho những gia đình mà có người già hay trẻ nhỏ hoặc là những người mà thích ngủ, khó ngủ. Thứ sáu là thổi luồng gió Quanda. Cánh đảo gió của dòng Daikin này thì lên xuống trái phải đều là tự động được hết, và cái cánh đảo gió này thì nó sẽ được thiết kế để hướng lên trên trần nhà. Khi mà các bác bật chế độ thổi gió Quanda thì hướng gió sẽ thổi trực tiếp lên trên trần nhà và chạy khắp trần nhà rồi rơi đều xuống khắp phòng, chứ nó không thổi hơi lạnh trực tiếp vào người, gây cảm giác khó chịu khi mà hơi lạnh thổi trực tiếp vào người.
thứ bảy là chức năng hút ẩm phù hợp cho những ngày mà thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao, trời nồm. Ở ngoài Bắc thì sẽ có những ngày trời nồm, nhưng mà ở trong Nam thì sẽ không có. Nhưng mà ngày mưa nhiều, độ ẩm cao thì máy nó cũng có thể hút ẩm được luôn, chứ không cần phải mua thêm máy hút ẩm nữa. Và lưu ý với các bác một chút là nhiều bác hiểu sai, đó là chế độ hút ẩm này thì có thể làm lạnh, nhưng mà chế độ hút ẩm này thì sẽ không làm lạnh được, chỉ có tạo cảm giác dễ chịu chứ nó không có tác dụng là làm lạnh. Thứ tám là công nghệ bảo vệ bo mạch khi mà điện áp thay đổi. Ở dòng Daikin thì cục nóng sẽ được trang bị bo mạch điện tử có độ bền cao, có thể chịu đựng được điện áp lên đến 440V. Các bác không cần phải lắp thêm bộ ổn áp điện nữa. Và cái bo mạch đấy thì chỉ áp dụng với điện một pha thôi, chứ không áp dụng cho điện 3 pha được. Máy sẽ hoạt động ở dãy điện áp từ 150V đến 264V. Nếu mà điện áp cao hơn 264V hoặc là thấp hơn 440V thì máy sẽ tự động ngừng hoạt động, cho đến khi mà điện áp quay trở lại về mức bình thường thì máy sẽ tự động bật lên. Thứ 9 là chức năng tự động chuẩn đoán lỗi của dòng điều hòa Daikin. Các bác muốn check lỗi của dòng điều hòa Daikin này thì các bác có thể check thông qua sử dụng điều khiển cầm tay. Check bằng điều khiển cầm tay thì các bác có thể check được rất nhiều lỗi trên đấy. Khi mà lắp đặt mới, các bác cứ check một lượt đi xem lắp đặt xong điều hòa có lỗi gì hay không. Và em cũng đã có video hướng dẫn check lỗi từ điều hòa Daikin rồi, các bác có thể tìm trên kênh của em để xem lại. Thứ 10 là chức năng tự động khởi lại khi có điện. Cuối cùng thì em sẽ nói về giá của sản phẩm dòng Daikin M2 chiều 12.000 BTU này đang bán tại điện máy Ecomat có mức giá là 14.090.000, tặng trọn gói công và vật tư lắp đặt. Nếu bác nào mà chỉ mua máy không thôi, không lấy vật tư, không lấy công thì giá sẽ còn khoảng là 13.200.000. Trên đây thì em đã giới thiệu với bác dòng điều hòa Daikin 2 chiều 12.000 BTU có mã là FDHF35VAVMV. Nếu bác nào cần tư vấn thêm về sản phẩm, tư vấn mua hàng, các bác có thể gọi về số 0974 178586 hoặc truy cập website eco-mart.vn. Nếu thấy video hay, các bác đừng quên nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.